Làm ô xe này đời nhiêu? 19 rồi. Chạy 4.000 cây. Chưa là trung tâm á. Dạ dạ nó lên nó không chạy. Nó bị kêu rồi thấy không? Sao không? Này có kẹt xe cho nó tím chuồng hơn rồi. Nó đang em ấy em là nó đang bị gì? Kêu, nó rung đầu rồi đúng không? Nãy giận nó gì gì dựng thế đúng không? Rồi, đây, tại em test cho em coi. À, nhìn của em nó lên tới đây là nó đứng rồi. Nó giới hạn rồi. Nếu mà làm nội xong nó qua luôn, nó lên tới 160 rồi. Này cho 50 phải không? Mấy xe này đang làm rất vô cái này AB150 mới làm chiếc đầu tiên luôn. Đó, quay lên coi nè, 4.200 một cây. Rồi để làm á, có mấy loại đó, đặt phục luôn đầu kêu nồi rồi. Cắt cái nồi hết kia thì làm xong. Mày làm loại trước rồi sau rớt theo bài của mình chuông bó rồi to hóa luôn lại mình thay cái lọc gió đồ chơi á, nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe mình nó tiết kiệm xăng hơn nha. Đây này, đảm bảo cho anh em nha, nó gì nè, mới chạy có 4.000 mấy cây mà nó gì nè, đóng bụi á, là nó gió nó ít lắm, cái đầu nó ngợp thì xe nó chạy không có mạnh cái nào xăng nữa. Đây là mình ráp vô, mình test cho mình xem, đặc biệt luôn. Đây sau khi cái nồi mình làm xong, cái thay lọc gió, rồi test cho mình xem cho. Kêu không có gầm nữa, im máy hết. Mình lắp vô chạy thử cho mình xem. Bầu đầu tiên Corot nồi vô lọc gió này, tại gấp quá dài bữa làm full bô xăng nữa luôn, 300 triệu máy là nồi xong lọc gió.
Xe nào? Về cho 50 gấu quá, quá đẹp.